Xin kính chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay Huấn Audio là một video test chiếc loa BMB CSN455E cho anh Cương ở Lý Nhân, Hà Nam. Xin chân thành cảm ơn anh đã tin yêu Huấn Audio để đặt hàng ở Hà Nội chuyển về Hà Nam. Đây là hai chiếc loa của anh. Đây là loa BMB xịn do BMB sản xuất, nhà máy ở Trung Quốc, không phải là hàng nhái. Tem cào đấy ạ. Cái tem này có thể check lên công ty bmb.com nhỉ. Bạn có thể cào dãy số này ra. Huấn Audio đã làm một video rồi, giúp cho mọi người cách phân biệt rồi. Đây là hai cái tem của anh, hai cái nào của anh. Đây ạ. BMB CL455. Trở kháng 8 ohm, công suất max của nó là 450W, nước sản xuất là Trung Quốc mà công ty BMB Corp. Dưới cũng vậy thôi, không khác cái gì cả. Sau đây mình alo tiếng mic trước. Alo, 1 1 1 1 4 4 4 7 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
Xin phép được dừng cái video này ở đây. Xin chân thành cảm ơn anh Cương đã tin yêu Huấn Audio. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã xem video của mình từ trước đến nay. Hẹn mọi người ở những video mới nhất của Huấn Audio.